Tại Hà Nội, sửa mũi hỏng ở đâu uy tín? Khoa thẩm mỹ bệnh viện Bưu Điện, đơn vị làm đẹp công lập an toàn, có mặt tại 49 Trần Điền, Định Công, Hà Nội. Địa chỉ khôi phục toàn diện cho mọi tình trạng mũi hỏng, lệch trụ, lộ sụn, nhiễm trùng, biến dạng. Đội ngũ bác sĩ uy tín, dày dặn chuyên môn. Đứng đầu là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành. Cùng sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ xem trước kết quả sau khi chỉnh sửa, máy Vectra XT3D. Sụn nâng cao cấp thế hệ mới nhất, 100% từ IPTFI, được FDA Hoa Kỳ và Bộ Y tế chứng nhận an toàn. Kỹ thuật bóc tách mũi chính xác cao, hạn chế xâm lấn, nói không với sẹo và di chứng hậu phẫu. Phục hình và tái thiết lập lại toàn bộ dáng mũi. Giải cứu thành công hàng nghìn ca mũi hỏng. Tư vấn chuẩn, đúng, cái gì cần làm thì làm, mà cái gì không cần làm thì thôi. Tiết kiệm được cho bệnh nhân rất là nhiều chi phí. Trao mũi hỏng, nhận mũi đẹp. Chọn sửa mũi an toàn, chọn bệnh viện Bưu Điện. Inbox ngay để được tư vấn.